Thưa hoàng thượng, yến tiệc mừng sinh thần 10 tuổi của hoàng tử vào tuần sau đã được chuẩn bị chu đáo và đầy đủ rồi ạ. Tốt, ta tin tưởng ở khanh, duy chỉ có một điều. Hoàng thượng còn điều phiền muộn gì hay sao? Là hoàng hậu, nàng ấy muốn có món cá anh vũ tại yến tiệc đó. Mà người cũng biết, cá anh vũ khó kiếm như thế nào rồi. Khó chứ không phải không kiếm được. Đế thần hạ lệnh cho dân chúng, đặc biệt là những ngư dân chuyên đánh bắt ngoài khơi, kiểu gì cũng sẽ tìm được thôi. Được, người mau đi hạ lệnh. Ai bắt được cá anh vũ và mang vào cung, ta sẽ trọng thưởng thật hậu hĩnh. Thần xin tuân lệnh. Người hãy mau đi dán tin tức này tới mọi người, đặc biệt là các ngư dân, nhất định phải tìm được cá anh vũ mang tới cho hoàng thượng. Thần xin tuân lệnh. Cá anh vũ vua tưởng dễ kiếm sao? Mình sống đến ngần tuổi này rồi mới chỉ được nghe danh thôi, chứ còn chưa được nhìn tận mắt. Nếu ai bắt được nó, ắt hẳn sẽ được thưởng rất hậu hĩnh đây mà. Vua sẽ trọng thưởng cho ai bắt được cá anh vũ ư? Loài cá đó khó kiếm lắm. Người nào tìm được cá anh vũ cứ đến tìm ta, ta sẽ dẫn vào thành, đảm bảo sẽ được nhà vua trọng thưởng hậu hĩnh. Chịu thôi, loài cá đó khó kiếm lắm. Uống thuốc chưa mà vẫn ho nhiều thế? Tôi uống rồi. Tôi thật là vô dụng, không có nhiều tiền để mời người tới khám cho bà. Ông đừng có nói như vậy, tôi không có sao đâu. Dạ, tôi bắt được cá anh vũ trình vua thì nhất định tôi sẽ có thật nhiều tiền mua thuốc thang cho bà. Hả? Cá anh vũ hả? Đúng vậy. Bạn nãy tôi đi qua cổng làng, nghe nói vua truyền lệnh trong vài ngày tới, nếu ai bắt được cá anh vũ trình lên vua sẽ được nhà vua thưởng hậu hĩnh. Thôi, loại cá đó khó bắt lắm, hơn nữa lại rất hiếm nữa, sao đến lượt mình chứ mình? Tôi cũng chỉ mong mai kiếm được mẻ lưới đầy là đủ tiền mua thuốc cho bà rồi. Ôi trời ơi, sao nhiều người vậy chứ? Nhanh, nhất định chúng ta phải bắt được cá anh vũ. Nhanh lên. Thì ra họ đi săn cá anh vũ. Nhiều người tìm thế này, sao mình có thể tìm thấy chứ? Thôi, đành đến khúc sông khác để đánh cá kiếm ít tiền về, mua sao thịt về cho vợ mình ăn thôi vậy. Chỗ này vắng không có ai, mình đành quăng lưới ở đây vậy, hy vọng được mẻ lưới đầy về mua thuốc cho vợ. Sao nặng thế nhỉ? Ôi trời ơi, chắc được mẻ lưới đầy đây rồi. Trời ơi, gì thế này? Cá anh vũ, mình có nằm mơ hay không? Mình bắt được cá anh vũ thật ư? Ông trời ơi, tạ ơn trời đất, đúng là trời thương vợ chồng mình. Vợ ơi, thế là mình có tiền để chữa bệnh cho vợ rồi. Tôi đến để mang cá anh vũ đến tặng vua. Người may mắn lắm mới bắt được loài cá hiếm này đấy. Vâng, được rồi, người cứ để cá đây và về đi. Không được, tôi đã mất công đi bắt cá, hãy để tôi vào trình diện vua. Ngươi nghĩ một người nông dân chân đất mắt tét như ngươi có thể vào cung gặp vua một cách dễ dàng ư? Vậy phải làm sao tôi mới có thể vào gặp vua được? Cũng khó đó, trừ phi ngươi chịu nghe lời ta. Vậy ông nói đi, chỉ cần vào gặp vua vì tôi cũng nghe theo lời ông mà thôi. Được lắm, ngươi cũng biết điều. Vậy ta nói thẳng, nếu ngươi muốn vào gặp vua là phải chia cho ta một nửa phần ngươi được vua ban tặng. Một nửa ư? Đúng vậy, nếu ngươi không đồng ý ta sẽ không dẫn vào. Đến khi con cá này chết ngõm, ngươi cũng không thể vào gặp nhà vua được đâu. Được rồi, vậy tôi chấp nhận yêu cầu của ông. Hãy dẫn tôi vào gặp vua ngay lập tức. Người phải hứa đó nha. Vâng, tôi xin lấy tính mạng mình ra đảm bảo, nhất định sẽ chia một nửa phần thưởng được vua ban cho anh.
khá lắm. Người rất may mắn và cũng có duyên với ta nên mới bắt được con cá hiếm này đấy. Người giỏi lắm. Ừ, dạ, đa tạ hoàng thượng đã khen ngợi. Được, ta sẽ giữ lời hứa ban thưởng cho ngươi. Ngươi thích gì cứ nói với ta, ta sẽ đáp ứng hết. Dạ, xin hoàng thượng ban cho thần 100 roi thật nặng ạ. Hả? Cái gì? 100 roi? Ngươi có nhầm không? Tại sao lại xin ta ban roi vọt chứ? Thưa hoàng thượng, chẳng là trước khi vào đây, nếu muốn gặp được hoàng thượng để cống cá, tên lính ngoài cống đã bắt thần phải chia một nửa phần thưởng mà thần nhận được. Có chuyện đó ư? Người đâu? Giải tên lính ngoài cống vào đây cho ta. Người dân kia đã có lòng mang cá cho ta, vậy mà ngươi nỡ lòng ăn chặn của hắn, bắt hắn phải chia một nửa phần thưởng cho ngươi sao? Dạ thần. Không sao, ngươi muốn thì ta cũng chấp nhận. Người dân kia đã muốn nhận 100 roi vọt thật nặng. Hả? Cái gì? Roi vọt ư? Người đâu? Đánh tên lính kia 50 roi, tương ứng với nửa phần thưởng cho ta. Xin hoàng thượng tha cho hạ thần. Thần biết tội của mình rồi, xin hoàng thượng tha cho. Xin hoàng thượng tha cho thần. Khá khen cho sự thông minh của ngươi. Giờ thì ngươi yên tâm mà nhận thưởng nha. Ta sẽ tặng ngươi 500 lượng vàng. Ngươi hãy dùng nó để lo cho cuộc sống của mình. Thần xin đa tạ hoàng thượng. Nhận thưởng vua ban, ông Tân không những dùng nó để đi chữa bệnh cho vợ, mà còn đi phát tiền cho những người nghèo. Ai ai cũng khâm phục lòng tốt bụng của ông. Hai vợ chồng ông sống hạnh phúc, no đủ bên nhau từ đó. Thành cổ Pompeii, Campania, Ý. Bộ phim phỏng theo câu chuyện có thật về một du khách người Canada có tên là Nico từng đến thăm thành cổ Pompeii. Nico, tất cả những thứ ở đây đều tồn tại từ hàng ngàn năm về trước cơ. Đúng thế, cậu hãy nhìn sự cổ kính của nó đi. Nó thật huyền diệu và đầy bí ẩn. Nó toát lên sức hấp dẫn, khó mà cưỡng lại. Quả là tuyệt khi được khám phá nơi đây. Vậy mà suýt nữa tôi đã bỏ qua nếu như cậu không nài nỉ tớ đi cùng. Tớ cũng không biết nhiều về nơi này lắm, nhưng Eric nói rằng nếu đã tới Ý thì nên tới thăm thành cổ Pompeii. À, thế ra là do chồng cậu đã khuyên phải không? Cậu hãy cảm ơn anh ấy giúp tớ, vì nhờ thế mà tớ được mở mang tầm mắt. Là một chiếc lọ cổ từ năm 79 trước công nguyên ư? Họ có thể làm ra chiếc lọ tinh xảo thế này thì chắc chắn từ thời đó văn hóa ở vùng này đã phát triển rất cao rồi. Ôi, là một chiếc lọ à? Tất cả những thứ ở đây đều có từ hơn 2000 năm về trước. Thật tuyệt nếu như mình được sở hữu chúng. Cậu nói gì thế? Cậu đừng nói là... Tớ đã cậy một mảnh khảm trai khi mình đi qua khu lăng tẩm. Chúng rất đẹp ghê ma ạ. Nếu được sở hữu thêm chiếc lọ này thì bộ sưu tập đồ cổ của tớ sẽ cực kỳ có giá trị. Nicole, cậu đừng làm thế. Đây là cổ vật tinh hoa của thế giới. Chúng ta không thể tùy tiện lấy đi như vậy được. Nếu du khách nào cũng lấy như cậu thì một ngày nào đó nơi đây sẽ chẳng còn gì. Không có nhiều người đam mê và yêu thích những món đồ cổ này như tớ đâu. Tớ lấy chúng không phải để bán hay kinh doanh. Tớ chỉ là muốn được sở hữu một phần của lịch sử thôi. Một chút xíu đâu có đáng gì so với hàng triệu cổ vật ở thành cổ rộng lớn này. Cậu cũng lấy vài thứ đi. Không đâu, tùy cậu đấy. Còn tớ sẽ không lấy gì hết. Toronto, Canada. Em sang Ý chỉ để mua chiếc lọ dở này với mảnh khảm trai bé xíu kia thôi hả? Nó là những vật vô giá đấy, chồng yêu ạ. À, nó là đồ cổ phải không? Anh biết, em rất thích đồ cổ mà. Cả một tủ đồ đấy. Sao em không đặt nó vào tủ đồ cổ của em?
Em để đây để ngắm nó thêm chút nữa. Mỗi lần nhìn nó, em có cảm giác như bị hút vào, chẳng muốn thoát ra. Thu nào, em đi công tác cả tuần mới về đấy. Hãy dành thời gian cho bố con anh đi, thay vì ngắm mấy thứ này. Anh có thích chiếc mũ em mua cho anh tại Ý không? Anh rất thích. Suri cũng ôm con gấu bông em mua cho nó để đi ngủ rồi. Em biết con bé sẽ thích món quà đó mà. Chuyến đi khiến em mệt quá, em phải ngủ một giấc đây. Phải đó, em đi ngủ sớm đi. Có cần ăn thêm thứ gì không? Để anh làm. Cảm ơn Eric. Em chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu thôi. À mà, mai là cuối tuần, em sẽ nấu món gì đó thật ngon cho hai bố con anh, bù đắp lại những ngày em vắng nhà. Nếu em mệt thì cứ ngủ thật đã đi. Mọi việc đã có anh rồi. Anh bật đèn làm gì thế? Tắt đi để em ngủ. Anh đang nằm im, đâu có động vào công tắc đâu. Lạ nhỉ? Anh Eric, mấy ngày em đi vắng, chiếc đèn này vẫn bình thường chứ? Mấy hôm trước, nó vẫn bình thường mà. Em tắt lại đi xem sao. Hay là nó mới bị lóng điện? Suri, đạp xe chậm thôi, kẻo ngã đó con. Em yêu, đêm qua em ngủ ngon không? Em ngủ một giấc say, chẳng còn biết gì trời đất nữa. Em đang nấu món gì cho bố con anh đấy? Món cà ri gà, cả hai bố con anh đều thích mà. À mà, tại sao sáng nay Suri đạp xe chăm chỉ vậy anh? Con bé rất lười đạp xe cơ mà. Không hiểu nữa. Sáng nay con bé kéo xe ra vườn với bộ mặt không vui. Anh có hỏi mà không thấy con nói gì. Mẹ, con đạp xe như vậy đã đủ chưa? Suri, hôm nay mẹ thấy con tập xe hơi lâu đấy. Con vốn không thích xe đạp mà. Chuyện gì khiến con thay đổi như vậy? Chẳng phải đêm qua mẹ đã qua phòng con và nói rằng con quá béo, cần phải đạp xe nhiều cho gầy bớt đi còn gì? Rõ ràng hôm qua em đã ngủ rất say mà. Suri, liệu có phải là con mơ ngủ không đó? Mẹ con không bao giờ chê con béo cả. Đêm qua khi con đang ngủ thì nghe thấy mẹ gọi, sau đó có tiếng thì thào vào tai con, nói rằng Suri béo và xấu xí, con cần phải đạp xe nhiều cho gầy bớt đi. Đấy chẳng phải mẹ thì là ai? Ôi, con bé mơ ngủ rồi. Chị Nicole, em đến để nhận quà từ Ý mang về của chị đây. Dạ, em gái đến nhanh quá nhỉ. Nghe thấy chị có mua quà cho em là em phải đến ngay chứ. Chị cô mang về nhiều thứ lắm, có cả những món đồ cổ mà không một ai từng được sở hữu đâu. Thật hả? Cho em xem với. Ôi trời, chị Nicole. Biết thế, em cũng đi cùng chị để có thể được mang về những món đồ cổ quý hiếm như thế này. Chị đi công tác, tranh thủ ghé qua thành cổ Pompeii, chứ có phải đi chơi đâu. Thì em bám theo chị cũng được chứ sao. Khi nào có thời gian, em nên tới đó. Đấy là một nơi rất tuyệt. Em sẽ thấy vô cùng đặc biệt khi được chạm tay vào những cổ vật. Nhất định rồi. Giờ thì em phải ghé qua thư viện đây. Hôm nay tới ca em trực rồi. Chiều qua chị ăn tối nhé. Em chưa biết được, để xem đã. Ngồi đợi chị đi lấy quà cho em nhé. Chị Nicole, chị vừa nói gì à? Quà của em đây. Chị Nicole, có phải chị vừa nói em hãy đặt chiếc lọ xuống không? Em làm sao đấy? Chị chỉ vừa nói rằng quà của em đây thôi. Chưa già mà đã lãng tai rồi. Rõ ràng em đã nghe thấy câu nói đó. Thôi nào, thử quà của chị đi. Em cảm ơn chị gái yêu của em. Bây giờ em phải đi gấp,
Nhất định tối về em sẽ thử nó. Thôi được, chị đã phải chọn rất kỹ lưỡng đó. À mà, chị cho em mượn xe. Lúc đến đây anh Henry đã đưa em tới, nhưng anh ấy phải tới chỗ làm rồi. Đợi chị lên nhà lấy chìa khóa xe cho em. Chị phải mang cất món đồ quý hiếm này, kẻo em lại làm hỏng nó. Thôi đi, chị làm như em là kẻ phá hoại không bằng. Không hiểu chìa khóa xe mình để đâu nhỉ? Cứu tôi với. Baby ta, em đấy à? Eric, là anh à? Suri, có phải con đó không? Chuyện gì thế này? Tôi làm sao vậy nhỉ? Không, không. Chị Nicole, chị làm sao vậy? Chị toát hết mồ hôi rồi đây này. Chị không biết nữa. Có lẽ chị vẫn còn bị mệt vì chuyến đi, cho nên có chút ảo giác. Đầu chị hơi đau. Chị làm em sợ quá. Tự nhiên thấy chị la hét. Chị khóa xe đâu? Đưa em không muộn giờ của em rồi. Chị không biết chị để nó ở đâu nữa. Đây này. Ừ nhỉ, vậy mà chị tìm không được. Thôi em đi đây. Chị giữ sức khỏe đi. Mới đi xa về, nghỉ ngơi đi đã. Ừ, chị biết rồi. Mình nhớ là mình đã đóng cửa rồi cơ mà. Cứu tôi với, nóng quá. Đưa tay đây, nắm vào tay tôi đi. Nắm vào tay tôi đi. Nắm vào tay tôi đi. Không. Sao cơ? Cậu nói sao? Baby ta bị làm sao? Không, không. Anh Eric, baby ta còn chưa thử món quà em mua cho nó. Vậy mà, giá như em gái em không trở về nhà muộn như vậy thì đã không gặp tai nạn rồi. Cảnh sát nói rằng, nhìn lại hình ảnh trong camera, lúc đó trong hầm không hề có người. Vậy mà baby ta đã đánh lái như tránh một ai đó, rồi lao xe vào tường của đường hầm. Nico, anh biết là em đang rất sốc, nhưng baby ta đã ra đi rồi. Cho dù em đau khổ thì em ấy cũng không thể sống lại được. Hãy lên phòng nghỉ ngơi một chút đi. À mà, Suri đâu rồi anh? Chắc con bé đang ở trong phòng. Anh đã nhờ bà nội tới trông nom con bé rồi. Em đừng lo. Để xem con bé Suri thế nào. Mấy ngày nay vì việc của dì Baby ta mà mình đã bỏ bê con bé. Không! Cụ bà bị lên cơn đau tim đột ngột. Cũng may là phát hiện kịp thời. Hiện tại cụ đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa thể tỉnh ngay được. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm. Còn con gái tôi thì sao ạ? Còn con gái của anh chị, tôi không hiểu sao chiếc tủ có thể đổ mà đè lên chân cô bé. Chiếc chân gãy cũng đã được bó bột. Trẻ con sẽ hồi phục nhanh thôi. Thật may là lúc đó em không trở vào phòng của mình mà lại quay sang phòng Suri. Nếu không thì... Mọi người đều được cứu sống rồi. Cảm ơn bác sĩ. Con ăn đi, mau khỏe rồi mình sẽ trở về nhà nhé. Mẹ ơi, con
sợ về nhà. Vì sao thế? Nào, bà cháu mình cùng ngồi đây cầu nguyện cho dì bê bê ta của cháu nha. Các người sẽ phải chết. Các người sẽ phải chết. Cầu nguyện cũng vô ích thôi. Các người sẽ phải chết. Một cái chết đau đớn. Từng người, từng người một. Bà ơi, bà ơi, bà tỉnh lại đi. Con phải đi gọi người tới cứu bà. Tới lượt nhà ngươi. Con đang nói gì thế? Không thể như thế được. Suri, con nghỉ ngơi đi. Bố nghĩ là con đang mệt nên bị như thế đó. Anh tin lời con nói. Chính anh cũng nghe thấy những tiếng thì thào. Sao anh không nói với em? Em tưởng là mình bị hoang tưởng chứ. Vậy là em cũng nghe thấy phải không? Em còn thấy những chiếc bóng chạy qua chạy lại trong nhà của mình vào ban đêm nữa. Nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với căn nhà của chúng ta. Anh cũng không biết nữa. Những chuyện gần đây thật khó tin. Chắc là chúng ta sẽ khó lòng mà giải thích được với mọi người. Anh ở lại chăm con nhé. Em phải qua thư viện lấy một vài đồ còn lại của bê bê ta vẫn còn để ở đó. Ừ, em đi đi. Anh sẽ sang phòng bà nội Suri xem bà đã tỉnh lại chưa. Chị Nicole, em chia buồn cùng chị và gia đình. Đồ của bê bê ta vẫn còn ở bên kia nữa. Có cần em mang sang cho chị không? Ừ, vậy phiền em mang giúp ra đây cho chị nhé. Bê bê ta đang tìm hiểu một cuốn sách nói về thành cổ Pompeii. Không phải là nơi mình vừa quay về sao? Gì thế này? Thành cổ Pompeii là nơi chôn vùi hơn 1.000 xác chết từ hơn 2.000 năm về trước. Trận núi lửa từ năm 79 trước công nguyên đã chôn vùi cả một thành phố. Nếu vậy, chẳng khác nào nơi đây có hàng ngàn linh hồn sao? Trời ơi, họ từng có lời nguyền. Bất kể ai mang một đồ vật nào đó rời khỏi thành cổ Pompeii, người đó và cả gia đình họ sẽ phải chịu một cái chết đau đớn. Trời ơi, vậy thì chính những cổ vật mà mình mang về đã gây tai họa cho cả gia đình mình rồi. Những tiếng thì thầm là từ đây ư? Chuyện gì thế này? Đau, đau quá. Chị Nicole, chị sao thế? Khi phát hiện ra chính những món đồ mình mang về từ Pompeii đã gây ra tất cả mọi chuyện, Nicole định sẽ về nhà để gửi trả chúng lại cho di tích thành cổ Pompeii. Nhưng cô đột nhiên bị lên cơn đau quằn quại. Nicole được đưa đi cấp cứu và phát hiện ra cô bị ung thư phải mổ gấp. Eric, chồng cô, đã thay vợ mang những món đồ được lấy từ Pompeii trả lại đúng nơi nó thuộc về. Sau khi những món đồ được đặt về đúng chỗ, gia đình Nicole đã thoát khỏi tất cả những tai ương. Chỉ có những người mất thì vĩnh viễn không thể sống lại được. Sự tích Hồ Tây. Ngày xưa, từ thời thượng cổ hoang sơ, khi dân cư còn cực kỳ thưa thớt, tương truyền rằng ở mạn làng Nghi Tàm phía tây thành Thăng Long có một cái đầm rất lớn. Lạ lùng thay, bất kỳ ai đi qua cái đầm này đều mất tâm mất tích, không thấy trở về. Hôm nay đi mướt mãi mà chỉ kiếm được một ít củi, thế này thì đổi được bao nhiêu gạo kia chứ? Rồi bà vợ lắm điều của mình lại kêu than cho mà coi. Đi mãi mà không thấy lối cũ để ra khỏi đây. Cái đầm phía trước tự nhiên rộng thế nhỉ?
Nghĩ một lát đã, rồi tí nữa tính tiếp, không khéo lại lạc đường cũng nên. Kìa chàng trai ơi, anh đang bị lạc đường đó à? Cô gái, cô ở đâu ra đây vậy? Sao chốn Quan Du lại có một cô gái xinh đẹp thế này nhỉ? Tôi cứ ngỡ chỉ có mình tôi đi kiếm củi ở đây cơ đấy. À, nhà em ở gần đây, chắc bây giờ chàng mới gặp em đó thôi. Em sống một mình nên cũng ít ra khỏi nhà. Nhà cô ở đây sao? Hẳn là cô biết đường ra, chỉ cho tôi với. Chứ nãy giờ tôi loanh quanh mãi mà chẳng tìm được lối ra. Nhìn thấy cô sơn nữ xinh đẹp giữa rừng hoang thế này, tôi lại càng bối rối. Anh cứ quá khen, em xấu xí chứ nào có diễm lệ gì cho cam. Anh đi nhầm đường rồi, mà giờ ra khỏi đầm cũng mất nhiều thời gian lắm. Trời tối rồi, hay anh về nhà, em mời anh một ngụm nước rồi nghỉ ngơi. Sáng mai hẳn về, chứ nhìn anh mệt quá rồi, sợ chẳng còn sức mà đi tiếp ấy chứ. Ấy chà, bỗng dưng lại mở dân miệng mèo thế này, cô ta lại còn sống một mình nữa chứ. Mình đúng là số hưởng rồi. Cảm ơn cô, cũng may là gặp cô ở đây, chứ nếu không thì tôi phải ngủ qua đêm nơi heo hút này mất rồi. Hay, thôi thì đành vậy, phiền cô cho nghỉ nhờ một đêm nhé. Vâng, để em nấu cho anh chút cơm đạm bạc, anh ăn cho lại sức. Đạm bạc gì chứ, giữa nơi Quan Du mà có cơm nóng để ăn cho ấm bụng là phước bảy đời nhà tôi rồi. Ừ hay, sao càng đi càng thấy đường quen quá. Mình đã đi qua chỗ này rồi kia mà. Lẽ nào mình đói mệt quá nên bị ảo giác. Này cô chị ơi, cô có đi nhầm đường không? Này cô ơi, sao tôi gọi mà cô chẳng quay lại vậy? Nãy tôi cũng đi đường này rồi mà bị lạc đấy. Thôi chết, đi kiểu gì mà lại quay về đúng bờ đầm mình đã đứng. Chỗ là mình đã đi tới gốc cây cổ thụ này từ khi nãy cơ mà. Trời càng ngày càng tối, sao mà biết đường về nhà nữa đây. Tự nhiên thấy ớn lạnh dọc sống lưng, có linh cảm chẳng lành. Cô gái, cô đâu rồi? Cô đi đâu rồi? Cô gì ơi, cô bảo dẫn tôi ra khỏi đây cơ mà, cô đi đâu mất rồi? Cô gái ơi. Thôi chết, hay là cô gái gặp chuyện gì không hay rồi. Không thể có chuyện biến mất kỳ dị như vậy được. Ôi, cái gì thế kia? Một màn sương trắng dày đặc mình chưa từng thấy bao giờ. Lẽ nào là ma quỷ? À, trời ơi, sao cô lại thành thế này vậy? Đừng ăn thịt tôi, xin đừng, tha mạng cho tôi, xin đừng ăn thịt tôi. À, cứu tôi với, yêu quái. Lễ hội tế mừng ngày mới cùng vị thần áo trắng Bạch Y Mang năm nay tưng bừng quá cha ơi. Phải rồi, chính tiên Bạch Y Mang đã từ trên đỉnh núi Tản Diên xuống đây dạy chúng ta cách trồng lúa, dệt vải, kết cổ làm nhà. Hàng năm người Mang chúng ta đều tổ chức tế lễ để bày tỏ lòng kính trọng. Mà tôi cứ thấy sợ đến ớn lạnh sống lưng, không hiểu sao gần đây cứ tới dịp lễ hội là làng chúng ta lại có người bị mất tích. Gần đây, kể cả những người trở về từ nơi cách đây hàng chục dặm cũng kể về những chuyện mất tích đáng sợ, mà hung thủ chính là con hồ tinh ngàn năm. Hả? Hồ tinh là ai? Liệu nó có tới đây không cha? Con sợ lắm cha ơi. Đừng lo, chẳng phải thần Bạch Y Mang đã nói năm nay thần sẽ bảo vệ chúng ta đó sao? Có vị thần linh thiêng bảo hộ rồi, chúng ta chẳng cần gì phải sợ con yêu quái rành đó. Nhưng tôi thấy bảo con yêu tinh đó rất gian xảo, biến hóa thần thông khôn lường, vậy nên cho đến tận giờ vẫn chưa ai có thể tiêu diệt nó được tận gốc, chưa một ai chặt đứt được cả chính cái đuôi của nó. Cả làng chú ý, thần Bạch Y Mang đã xuống núi, hãy giơ cao những ngọn đuốc của các ngươi để đón chào. Xin cung kính đón chào thần Bạch Y Mang. Hỡi dân làng, nay ta tới đây, trong lòng ta rất vui mừng vì khắp nơi trong vùng này cuộc sống đều đầy đủ, ấm no, lúa đầy bồ, ngô đầy thùng, vải dệt phơi đầy sân. Từ đỉnh núi Tản Linh Thiên, ta nguyện cầu phù hộ cho các ngươi luôn sống trong yên bình. Chúng con cảm tạ thân, xin cung kính nhờ thần ban ơn cho chúng con được phước lành ngàn năm.
cảm tạ thần Bạch Y Mang đã dạy người mang chúng ta trồng trọt chăn nuôi, sinh sống trên mảnh đất này. Xin mời toàn thể dân làng cùng thần Bạch Y Mang hãy thưởng thức tiệc rượu mừng ngày mùa mới. Tạ ơn thần linh và tổ trưởng. Tổ trưởng, ngươi hãy dẫn theo một tớp thanh niên khỏe mạnh trai tráng đi theo ta đến núi Tạng. Bẩm thần, thần muốn chúng con tới nơi đó để làm gì ạ? Từ đây tới chân núi Tạng là một quãng đường khá xa, hay là đợi trời sáng rồi hẳn khởi hành ạ? Không được, đợi trời sáng thì muộn mất rồi. Ta có nhiệm vụ mới cần giao cho làng các ngươi. Nơi đó ta cất trữ một số hạt giống tốt ta mới tạo ra cho mùa vụ tới, muốn chuyển giao lại cho các ngươi. Nếu trồng những hạt giống đó, các ngươi sẽ thu hoạch được mùa màng còn bội thu hơn cả năm nay đấy. Dạ, được vậy thì tốt quá. Mau lên, làm theo lời ta, kéo đến lúc trời sáng, gà gáy canh năm là ta phải trở về đỉnh núi rồi. Dạ, chúng con xin nghe, chúng con không dám làm trái ý của người. Bẩm, chúng con đã tới đầy đủ cả, xin thần cứ sai bảo, chúng con sẵn sàng mang hạt giống về làng rồi ạ. Ôi, ôi trời ơi, không, không phải Bạch Y Mang, là cáo, cáo chín đuôi mọi người ơi, hồ ly, chạy đi mọi người ơi, mau chạy hết đi, nó lừa chúng ta rồi, yêu quái đã lừa chúng ta tới đây. Hồ Tinh, Bạch Y Mang là Hồ Tinh. Không ổn rồi, chúng ta đã trúng kế con hồ ly đó rồi. Ta cứ ngỡ đó là thần Bạch Y Mang trên núi Tản, nhưng hóa ra chỉ là con yêu quái. Vậy còn Bạch Y Mang thật, người đang ở đâu? Con hồ tinh này thật là càng ngày càng quá quách rồi đó. Xin hồ tinh tha mạng, xin hồ tinh tha mạng. Hồ tinh, xin người tha mạng cho chúng tôi. Tôi còn mẹ và con thơ đang chờ mòn mỏi, xin người rủ lòng thương. Bẩm nữ vương, quả là một mẻ cực lớn, hôm nay ngài đã vất vả nhiều rồi ạ. Số mạng người này chắc cũng đủ để cho ta ăn thịt dần. Nếu như không phải chúng phát hiện ra ta có đuôi cáo, khiến ta bỗng dưng hốt hoảng, chắc ta đã vớt được một mẻ lớn hơn rồi. Bẩm nữ vương, lễ hội người máng là nơi lý tưởng để câu dẫn người về ăn thịt. Nhưng nay chúng biết chân tướng sự việc rồi, thì chúng ta làm thế nào đây ạ? Thần chỉ e chuyện này lan lớn ra, những thần linh khác sẽ không để hang hồ tinh chúng ta được yên thân ạ. Đồ ngu, ta có phép thần thông biến hóa khôn lường, chúng biết đằng trời. Dạ bẩm, dần dần, lúc thì người biến thành cô gái xinh đẹp, lôi dụ các chàng trai và những kẻ đàn ông háo sắc. Lúc thì lại biến thành chàng thanh niên tuấn tú đi tán tỉnh các cô thôn nữ nhẹ dạ. Khi lại là quỷ dữ dọa người đến khiếp sợ. Năm nay ngài còn dám giả dạng cả thần Bạch Y Mang, nhất định chúng không làm gì được người rồi. Đúng là lũ ngu dại, cứ thấy thần thánh là cuốn quýt cả lên, chẳng còn tỉnh táo phân biệt đúng sai. Đến cái lão Bạch Y Mang còn bị ta lừa cho một vố đau. Nhưng chúng càng mê muội càng dễ cho ta hành động. Những con mồi non tơ béo bở là những con mồi mông muội nhất, ngu si và thiếu tỉnh táo nhất. Làm gì có thần thánh nào bảo vệ được những kẻ như vậy? Dạ bẩm, còn nghe nói đám người đó được thần linh tối cao đỡ đầu và bảo vệ, nhất là Lạc Long Quân ạ. Đó là vị tổ thần của những người ấy, sức mạnh ác thẳng phi thường và đáng nể. Lỡ đâu ngài ấy biết thì gây to lắm, thưa nữ vương. Ngươi dám coi thường ta sao? Pháp lực của ta đã trải qua hàng nghìn năm tu luyện từ thời thượng cổ, lẽ nào ta không đủ sức chống lại hắn ư? Dạ, con không dám, con chỉ sợ người sẽ bị ông ta ám hại. Bao nhiêu năm qua hắn trừ yêu diệt quái khắp nơi, nhưng chẳng dám động đến một ngón chân ta. Hơn nữa, ta hành động rất gọn gàng, thoát ẩn thoát hiện, thách hắn bắt được ta. Trời cao đất dày ơi, thánh thần ơi!
ơi, xin hãy cứu lấy chúng con. Các ngươi ngồi đây than khóc phỏng có ích gì? Trời ơi, yêu quái lại tới rồi. Đây có phải là thần Bạch Y Man không? Hay là hồ ly tinh giả dạng đó? Thần là Bạch Y Man thật ư? Các ngươi thật quá hồ đồ, bị con hồ tinh đó làm cho lú lẫn rồi, còn không phân biệt được đâu là thánh thần, đâu là ma quỷ. Bẩm người, vùng này đang có một con cáo chín đuôi, giả dạng đủ mọi hình thù, từ con người, ma quỷ đến thần thánh, cùng ca hát rồi dụ dỗ trai gái trốn vào trong hang núi để hút máu ăn thịt. Chúng con khổ sở vô cùng, mong thần cứu giúp chúng con một lần nữa. Chúng con cầu xin Bạch Y Man hãy rủ lòng thương xót. Nếu không thì chỉ đến đêm mai thôi, rồi có thể chúng con sẽ trở thành mồi cho nó mất. Hey, hồ tinh này xuất hiện từ thời thượng cổ, do linh khí sót lại thuở khai thiên mà thành, lại tồn tại đến vài ngàn năm, ăn thịt không ít người, nên mánh khóe và pháp lực rất mạnh mẽ. Mình ta không thể đấu lại nó được. Các người thấy đấy, đến ta nó còn giả dạng trơ ngươi, làm hổ thẹn thanh danh ta vô cùng. Vào ngày lễ hội hôm ấy, nó còn đến tận nơi cư ngụ của ta làm loạn lên, thổi những cơn gió lốc phá phách nơi ở của ta, khiến ta sao nhãng. Trong lúc ấy thì nó biến thành ta, trà trộn vào lễ hội để khua khoắng, sai khiến dân làng. Vậy là ta đến chậm một bước rồi. Hay, thấy các ngươi khổ cùng như vậy, ta thực không đành lòng. Nếu người không ra tay được, chúng con còn biết bấu víu vào ai đây? Khắp nơi chỉ toàn tiếng khóc ai oán thê lương, vợ mất chồng, con mất cha, mẹ già mất con. Chẳng lẽ chúng ta bó tay với con hồ tinh ấy sao ạ? Chỉ có một vị thần có thể chống lại con hồ tinh đó. Vị thần ấy chính là Đức Quốc Tổ, là cội nguồn của các ngươi. Con hồ tinh ấy coi khinh thần linh, mạo phạm thánh thần, không coi trời đất ra gì, nên phải có người cao tay hơn nó thì mới mong tiêu diệt được nó. Dạ bẩm, ý người là... Có chuyện đó thật sao? Con hồ tinh đó thật hỗn láo, dám ngang nhiên làm hại con dân của ta. Dân, thưa thần Lạc Long Quân, dân chúng quả thật vô cùng khổ sở, tiếng ai oán thê lương khắp nơi, họ nhờ thần tới xin ngài ra mặt giúp họ phen này. Có điều thần không rõ, yêu quái từ thuở khoan sơ cũng bị thần linh diệt trừ gần hết, tại sao vẫn còn sót lại con hồ tinh này ở giữa nơi dân chúng sinh sống như vậy ạ? À? Khi xưa ta đã từng nhốt nó trong hang đá, vốn con hồ tinh ấy có tuổi đời rất lớn, có gốc gác từ thuở khai thiên lập địa, nó vốn sinh ra từ linh khí còn sót lại của đất trời. Tuy nhiên tâm địa yêu ma ngày càng tích tụ, dồn đặc phá tung hang đá thoát ra ngoài. Bấy lâu nay ta vẫn dò tìm ẩn tích của nó, con hồ tinh này vẫn còn sống dai dẳng đến giờ này. Linh pháp càng ngày càng mạnh là bởi nó rất biết người biết ta, không bao giờ nó chịu hiện hình công khai, mà trái lại nham hiểm ẩn khuất, biến hóa khôn lường, nó rất khó để diệt trừ như những con yêu tinh khác. Dạ bẩm, vậy chúng ta phải làm thế nào? Chẳng lẽ ta phải nhún nhường để cho nó tác quái, làm khổ muôn dân? Với con hồ tinh này, đừng nên quá manh động, ta phải dùng chính mánh khóe của nó để đối phó với nó. Ái chà, sao giữa chốn khỉ ho cò gáy này lại có một người sinh khí thật mạnh mẽ? Ta chưa từng thấy một ai như hắn ta. Con mồi này quả là có linh khí mạnh, nghìn người có một, ăn một người ấy bằng vạn người thường. Hiếm có, hiếm có. Còn lâu hắn mới thoát khỏi tay ta. Này anh nông dân chăm chỉ ơi, nom anh có vẻ vất vả quá. Sao anh lại cày cuốc đồng áng một mình thế? Những người nhà anh đâu cả rồi? Trời nắng nóng, chi bằng anh hãy uống một ngụm nước mát cho tỉnh người đi. Cảm ơn cô,
Cô tốt bụng quá. Tôi vốn sống một mình, chẳng có ai thân thích. Nay gặp cô, đúng là duyên trời rồi. Nhà cô ở đâu vậy? Nhà em ở phía tây cái đầm kia kìa. Chàng có muốn về đó nghỉ ngơi không? Nhà em có nước mát, có cơm nóng, có rượu ngon, lại có em trò chuyện cùng chàng nữa. Được vậy thì tốt. Trời nóng thế này, ta cũng đang mong có một chốn dừng chân. Vậy cho ta ghé qua nhà nàng một tí nhé. Ôi chao, được chứ, được chứ. Được bầu bạn với chàng trai khôi ngô tuấn tú thế này, quả là phúc đức cho em quá. Nhà nàng ở nơi quan du này sao? Thân gái một mình nơi đây, chà chà, xem chừng nàng phải rất bạo gan đó nhỉ. Đúng, nhà ta ở đây, ngươi có muốn nghỉ chân ở đây trọn đời không? Rất tiếc là không. Ta chỉ dừng chân để tiêu diệt nhà ngươi mà thôi. Hồ tinh ác độc. Hóa ra ngươi lừa ta. Ngươi dám lừa hồ tinh ta ư? Ngươi phải chết. Hồ tinh, hôm nay gặp Lạc Long quân ta, ngươi tới số rồi. Ngươi tâm địa ác độc, dám quấy nhiễu chân lành, trời đất sẽ không buông tha. Lạc Long quân, ngươi vội đắc ý như vậy sao? Ngươi nghĩ cả ngàn năm qua hồ tinh ta vẫn sống sót là vì cái gì? Ta chẳng cần quan tâm. Ta chỉ biết hôm nay ngươi phải xuống âm phủ đền tội. Hồ Tinh, ngươi hãy chịu thua mà bỏ mạng đi. Hãy trả giá cho những tội ác của mình. Đừng trốn chui trốn lũi trong cái hang này rồi giấm dưới hại người nữa. Hai bên quần nhau mãi đến khi Hồ Tinh bị cắt đứt chính đuôi và giẫm nát dưới chân, thì bỗng dưng vùng đất sụp xuống dưới sâu. Xác Hồ Tinh được Lạc Long quân dìm xuống đầm để trấn yểm vùng đất ấy, sau này gọi là đầm Xác Cáo, chính là tên gọi cổ xưa nhất của Hồ Tây sau này. Giai thoại về ông Nghè bị cha đánh. Sĩ tử Nguyễn Công Hoàng đã lên kinh ứng thi về rồi kia kìa. Thế bác Hoàng thi cử thế nào? Trông mặt buồn vậy. Chắc lại trượt rồi phải không? Thôi, bác thi cử mà làm gì? Số bác không làm quan được đâu. Bài thi tôi làm rất tốt, vậy mà cuối cùng hóa ra chỉ nhầm có một tí xíu thôi. Mỗi ngày thì bài đó quá dễ cho tôi, ấy thế mà lúc đi thi sao chữ nghĩa cứ đi đâu hết. Được làm quan hay không, không chỉ hay chữ nghĩa ở đâu, mà còn phải do trời định nữa đấy. Trời định thật cái chứ nhỉ. Bác Hoàng dễ thương, có khi đi thi đến 10 bận rồi vẫn trượt còn gì. Cái bà này, ai lại nói thế bao giờ? Bác Hoàng còn đang buồn, nói gì an ủi bác ấy đi chứ. Thì tôi đang an ủi đấy còn gì. Tôi vừa mới nói thi cử là do trời định, chứ không phải do bác ấy kém cỏi đấy thôi. Cái bà này. Tôi xin phép đi trước ạ. Chào các bác. Cha ơi, cha ăn cơm đi chứ. Cơm nguội hết cả rồi. Ăn gì uống cái nỗi gì. Cha đừng buồn. Thua keo này ta bày keo khác. Chẳng phải cha đã nói với con là không bao giờ được bỏ cuộc rồi còn gì. Cha mới đi thi có 10 lần thôi. Cha cứ thi tiếp, bao giờ đổ thì thôi. 3 lần. Cha còn đang buồn. Con đừng nhắc tới chuyện đi thi nữa. Con thương cha nên muốn an ủi cha thôi mà. Con biết đấy, cha con sẽ còn đi thi tiếp. Ông ấy không bỏ cuộc đâu. Chữ Dương bên trái có bộ phụ, tức là núi đất. Bên phải có chữ Nhật, đứng trên chữ Nhất tạo thành hình ảnh mặt trời mọc. Bên dưới là chữ Vật, mang ý nghĩa vạn sự vạn vật được mặt trời chiếu sáng. Con có hiểu bài cha giảng không hả? Con hiểu ạ. Phải học hành chăm chỉ thì mới thành nhân. Sau này, nếu khi con lớn rồi mà cha vẫn chưa đổ, thì cả hai cha con ta sẽ cùng đi thi. Hai cha con ta cùng đua nhau học, biết chưa? Vâng, thưa cha.
đêm nay cả hai cha con ta sẽ cùng trông đèn để học, tuyệt đối không được lười biếng. Ta thấy con vẫn còn chểnh mảng lắm, để cho con quyết tâm học tập, ta sẽ phải có hình thức kỷ luật nào đó mới được. Ba lần ta có giao ước thế này cũng cốt là để con chăm chỉ đèn sách mà thôi. Hai cha con ta cùng học bài, nếu ai ngủ gật trong lúc học bài thì sẽ bị người còn lại đánh cho 10 roi thật đau. Con có đồng ý không? Dân, con nhất trí ạ. Vậy thì bắt đầu nha. Khi nào tới canh ba mới được dừng học và đi ngủ? Dân, thưa cha. Gì thế? Ta vừa ngủ gật đấy à? Vâng thưa cha, chắc là do cả ngày cha đọc sách nên mệt đó ạ. Thôi được, chúng ta đã giao kèo, ai ngủ gật thì sẽ bị đánh. Cầm lấy roi và đánh ta đi. Đánh đi. Ôi, cha nói gì vậy? Con không dám đánh cha đâu ạ. Đây là luật, ta đã đưa ra thì ta sẽ thực hiện. Đánh đi. Sao người làm con lại có thể đánh cha chứ? Như thế thật sự không phải phép thưa cha. Ta đã bảo cứ đánh thì đánh đi cơ mà. Ta thua cuộc thì ta phải chịu bị đánh. Nhanh lên, có đánh không thì bảo. Không ạ, đánh cha là không phải đạo, con không đánh đâu ạ. Con không dám làm, mặc dù đó là luật chúng ta đã thống nhất từ đầu rồi. Nếu sau này con làm quan mà chỉ vì tình thân mà nương nhẹ cho kẻ làm sai thì không được rồi. Đã thế, ta sẽ đánh cho con một trận vì tội không dám làm đúng. Nằm lên giường để ta đánh cho con một trận. Này thì không dám đánh cha này. Này thì nể nang tình nghĩa mà không công tâm này. Này thì vừa thối dung túng cho kẻ làm sai này. Cha ơi, con biết sai rồi ạ. Con biết lỗi rồi cha ơi. Hả? Rõ ràng ban nãy mình thấy ông Hoàng ngủ gật mấy lần, trong khi Bá Lân thì say sưa học bài cơ mà nhỉ. Chả hiểu cha con nhà này thế nào. Cha ơi, lần này mình lên kinh thành còn được đi nhờ thuyền rồng của một thương lái. Thích quá cha nhỉ. Ừ, cha cho con đi cùng để con biết thế nào là cảnh thi cử. Lần này thế nào cha cũng thi đỗ. Người ta nói quá tam ba bận, cha đi thi đến 10 bận rồi. Cha nhẽ lần này lại không đỗ. Vâng, con cũng mong cha đỗ để vinh quy bái tổ, làm rạng danh sớm làng mình cha ạ. Cha cố gắng đi thi là bởi vì cha muốn làm gương cho con đấy. Sống là phải có chí, con hiểu không? Vâng ạ. À, nhân thể, cha con mình cùng đi xem ai làm bài phú nhanh hơn đi. Mà đã thi là phải phân xử thắng thua mới hay. Các bác ơi, các bác lại đây phân xử một cuộc thi cho cha con chúng tôi nào. Hay đấy, cho chúng tôi chứng kiến nào. Hai cha con nhà bác Hoàng định thi gì đấy? Hai cha con tôi sẽ cùng thi làm một bài phú. Khi thuyền gần cập bờ mà ai chưa làm xong thì người đó sẽ thua. Người thắng sẽ được đẩy người thua xuống sông. Các bác thấy có được không nào? Hay đấy. Nhưng từ đây vào bờ có 10 phút nữa thôi. Hai cha con bác có làm kịp không? Cả hai cha con bác Hoàng đều làm thơ giỏi nhất làng tôi đấy. Các bác ở nơi khác không biết đấy thôi. Thật thế hả? Thế thì thi đi nào. Vâng, cha con chúng tôi bắt đầu nhé. Ôi, bao nhiêu người chứng kiến thế này. Mình không thể để thua thằng con trai mới tí tuổi đầu được. Làm nhanh lên nào. Thuyền sắp vào bờ rồi. Hết giờ rồi hai cha con bác gì ơi. Đã làm xong bài phú chưa? Đọc cho chúng tôi nghe với nào. Trong trường hợp cả hai cha con tôi đều chưa làm xong thì cứ tin ai làm được nhiều hơn sẽ thắng. Người còn lại thì thua nha. Được được, nhất trí. Vậy chắc là cả hai cha con chưa ai làm xong phải không? Vậy cứ đọc phần đã làm là được rồi. Ai làm được ít hơn sẽ thua. Con làm xong rồi ạ. Hả? Con làm xong rồi hả? Sao nhanh vậy? Đọc lên ta xem nào. Con đọc đi xem nào. Làm nhanh thế sao? Thế thì đọc đi xem có hay không. Dậy đất hổ, văn thêm chó lọi, thay trời long vị thật tưng bừng. Kình lăng ngô giang, trâu về chu giả, ngoài lo quét sạch bụi săn hưu. Cho nên nhà vua
cùng cắm xe dê hưởng thú nhân khoái lạc, trông được đắm say duyên lặng cá, phấn son cung ngọc, kén hầu non vừa đủ 5.000, kiều diễm nhà vàng chất chứa sẵn tình yêu muôn ả, chỉ ham của quý làm vui, qua vết xe nghiêng chẳng ngó, ngồi trong tử sắc đều hại, tâm trí hoàn toàn, nếu chẳng thu những nỗi phóng tâm, ắt di hại đến điều danh dự. Hoan hô, hay quá, giỏi quá, có mấy phút mà thằng bé làm được một bài phú dài đến mấy chục liên. Không những thằng bé làm bài phú rất nhanh mà lại còn hay nữa chứ. Để ý thấy ở bài phú, mỗi một liên tôi lại nghe tên một con vật đưa vào rất tài tình. Tôi chưa thấy ai mà chữ nghĩa là giỏi như vậy. Thế là thằng bé thắng cha rồi. Bác Hoàng phải chịu thua. Giờ thì Lân, cháu phải đẩy cha cháu xuống sông theo giao kèo nào. Đẩy ông ấy xuống sông đi nào. Hả? Con đã làm xong bài phú nhanh như vậy à? Vâng, cha thấy có hay không cha? Thì... Nhưng chẳng qua là hôm nay tôi hơi bị say sóng, cho nên mệt. Chứ mỗi ngày tôi chỉ cần 5 phút là ta làm xong một bài phú rồi. Bác Hoàng ơi, bác đừng biện minh nữa. Đã thua rồi thì phải bị đẩy xuống sông. Đúng rồi, dù là lý do gì đi nữa cũng phải làm theo giao kèo. Cậu bé, đẩy ông ấy xuống sông đi. Dạ thôi ạ, cha cháu hôm nay phải đi một quãng đường xa nên cũng hơi mệt ạ. Cháu không dám đẩy cha xuống sông đâu ạ. Ta không cần con bỏ qua đâu, hãy đẩy ta xuống sông đi. Giao kèo là giao kèo mà. Cháu xin phép mọi người cho cháu bỏ qua giao kèo này ạ. Cháu không thể đẩy cha cháu xuống sông đâu. Con dám không làm theo giao kèo à? Đã thế, ta phải đánh cho con một trận. Đã nói là đẩy cha xuống sông cơ mà. Con làm ta mất mặt quá. Cứ như ta là người lương lẹo ấy. Đánh cho chừa này. Ôi trời, ông ấy đã thua rồi mà lại còn đánh con chứ. Thế là không được rồi bác Hoàng ơi. Bác đã thua lại còn đánh cậu ấy. Tôi đánh cho nó chừa cái thôi, dễ dàng bỏ qua cho người thân. Nếu sau này nó làm quan mà nó cũng bỏ qua cho kẻ làm sai chỉ vì thân tình thì có phải là hại dân hại nước không hả? Còn tôi thua, tôi sẽ chịu bị đẩy xuống sông. Nó không đẩy thì tôi sẽ nhảy xuống. Kìa cha. Ôi trời, ông ấy nhảy xuống sông thật. Khổ thân thằng bé, lại phải nhảy theo để cứu cha lên. Mà sao bác bảo cha cậu bé là thầy dạy học cho cậu bé cơ mà. Thầy đúng vậy. Thầy gì mà thua cả trò. Thôi, thuyền cập bờ rồi, lên thuyền đi bác. Kể ra xem cha con họ thi thú cũng vui đau để. 5 năm sau, kỳ thi tới, cả hai cha con cùng đi thi. Phen này mình phải đổ mới được. Mình mà không đổ thì mang tiếng ra, thằng Ba Lân mới thi lần đầu thì đương nhiên sẽ trượt rồi. Cả hai cha con mà trượt thì về người ta cười cho. Cha ơi, cha không học đi, lại ngồi lẩm bẩm gì đấy ạ? Kỳ thi sắp đến rồi. Thằng này, trứng đồ khôn hơn dịch. Cha đang lo cho kỳ thi, mày không phải dạy cha. Con chỉ nghĩ là cha cứ tập trung vào bài vở đi ạ. Chuyện thi cử được hay không còn tùy thuộc vào số trời. Không ai chê cười cha con mình đâu. Trong làng, mọi người đều công nhận cha văn hay chữ tốt đấy thôi. Mày lại còn biết cha đang nghĩ gì à? Thôi học bài đi. Đố đầu khoa thi năm nay là... Đó là... Nguyễn Bá Lân. Thế là Bá Lân thành quan rồi. Làng mình có quan trạng, thật là vinh dự, tự hào quá. Bá Lân giỏi thật. Mà tôi còn thấy bác Hoàng đâu nhỉ? Bác ấy cũng đi thi cùng con trai mà. Chắc là lại thi trượt rồi chứ còn gì nữa. Rõ khổ, hai cha con cùng đi thi, con thi đổ đầu mà cha thì trượt. Đến nước này hả ông Hoàng? Con trai ông thành trạng nguyên rồi, ông cứ đường hoàng mà đi, chứ việc gì phải lén lút thế này. Bà kể tôi, con trai bà đổ trạng nguyên rồi, nhưng mà tôi thì... Ai ai cũng quen với việc ông thi trượt rồi, người ta có để ý nữa đâu cơ chứ.
rõ là khổ. 20 năm sau. Năm nay ông lại đi thi. Lần này thì cố làm bài thật tốt ông nha. Từng này tuổi rồi mà vẫn đi thi. Làm người thì phải có chí, đâu phải vì vài chục lần thi trượt mà bỏ chứ. Nhưng lần này thì chắc chắn là đâu rồi. Lần này thì chắc là ông đậu rồi. Bởi vì thằng Ba Lân nhà mình chấm thi cơ mà. Bà thấy tôi nuôi dạy thằng con trai bà có tốt không hả? Nhờ có tôi mà nó đỗ quan trạng, bây giờ được triều đình tin tưởng, còn cho nó chấm thi nữa chứ. Phải, con trai ông được triều đình cho chấm thi trong kỳ thi lần này. Hay là ông nhắn nhủ với nó trước để nó cho qua bài thi của ông? Bà nói gì vậy? Tôi mà làm thế thì còn ra sao nữa? Đã làm quan của triều đình thì phải công tâm chứ. Bà không thấy tôi đánh nó bao nhiêu bận để cho nó trở thành người công tâm mà. Là tôi nói thế thôi, chứ tôi biết tính ông mà. Thôi, thế ông xem còn thiếu gì không, rồi còn lên đường đi thi. Ông ơi, quan Bá Lân về thăm nhà kìa. Ông dậy đi. Nó làm quan của triều đình, nhưng cũng là con trai tôi. Sao bà phải luống cuống thế hả? Thì lâu lâu, con trai mới về thăm nhà mà. Con xin kính chào cha mẹ ạ. Con bận việc, đã lâu mới về thăm nhà được. Bá Lân, chẳng hay con đã chấm thi xong chưa mà về đây thăm ta? Thưa cha, con đã chấm thi xong rồi ạ. Vậy con có biết là năm nay cha con cũng đi thi không hả? Năm nào cha cũng đi thi, nên con đoán là năm nay cũng vậy ạ. Vậy con có chấm bài của cha con không? Để đảm bảo công bằng, nên bài thi phải che hết tên sĩ tử mẹ ạ. Con không biết đâu là bài thi của cha. Đúng thế, như vậy mới đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người chứ. Mà khi nào có kết quả để cha lên kinh thành nghe thông báo hả con? Thưa cha, chỉ 3 ngày nữa là công bố thôi cha ạ. Bài thi con đã chấm xong cả rồi mà. Mà con chấm thi thì con đánh giá bài thi năm nay thế nào? Có bài nào mà con thấy ấn tượng không? Cũng không có bài nào thực sự có ấn tượng cha ạ. Có một bài thì viết khá tốt, nhưng chỉ vì có một sai sót thế này. Để con kể cho cha nghe. Lưu hành chi hóa tự Tây Đông, Nam Bắc vô tư bất phục, thành tựu chia công tự Cảo Bân, kỳ phong hữu khải tức tiên. Giá như câu dưới đổi hai chữ Cảo Bân thành Bân Cảo cho đúng niêm luật thì đã được chấm đậu rồi. Vậy đó cha ạ. Hầu hết bài thi năm nay đều ở tầm trung. Có một bài khá hơn là bài thi đó thì lại bị mắc một lỗi khiến cả bài đó mất điểm. Con đã đánh trượt. Cha, cha làm sao đấy ạ? Con đã chấm trượt bài thi đó rồi ạ. Vâng thưa cha, bài viết mắc lỗi như vậy con đương nhiên phải chấm trượt rồi. Bài thi đó là của cha đấy. Sao mày dốt thế hả? Mày làm quan triều đình mà bài viết như vậy mày cũng không hiểu. Đấy là do mày thôi chứ không phải do người làm bài thi. Cha, thế nghĩa là sao ạ? Bài thi của tao, đoạn đó có nghĩa là đức giáo hóa lan truyền đi từ hướng Tây, ba hướng Đông Nam Bắc, đâu đâu cũng nghĩ tới mà phục tùng theo. Công thành tựu từ đất Cảo, ắt trước tiên có sự khởi đầu ở đất Bân, đất Kỳ, đất Phong. Tất cả là do mày đọc ngắt câu không đúng chỗ nên mới hiểu sai chỗ này. Con tao phải đánh cho mày một trận mới được. Làm quan triều đình mà chấm bài thi như mày thì trượt quan bao nhiêu sĩ tử hả? Cha, con không hiểu rõ bài viết nên... Tội của mày hôm nay tao phải đánh. Nào, bà nó mau đem hương án ra đây. Còn mày, cởi áo mũ vua ban ra, đặt lên đó, lấy lồng che cẩn thận. Chức hoàng giáp và giám khẩu của mày tao thờ ở trên đây. Còn mày thì tao phải trị tội. Ông ơi, con đã làm quan triều đình rồi mà, sao lại đánh chứ? Làm quan mà chấm bài thi không nên hồn. Tôi phải đánh, bà tránh ra. Tôi này nhất định phải bị đánh 10 roi.
đánh vì tội làm quan mà tắc trách. Chấm bài thi không nên hồn. Nếu mà chấm cẩn thận thì cha đã đổ rồi. Bao nhiêu năm đi thi, lần này là tao làm bài thi tốt nhất. Vậy mà chỉ vì mày đọc bài thi chưa kỹ nên đánh trượt tao. Ông ơi, ông dừng tay. Thôi đừng đánh quan thượng thư nữa mà. Ui, quan thượng thư bị cha đánh kìa. Ông nghe mà vẫn bị cha đánh đòn sao? Vậy là chỉ vì đọc bài thi chưa kỹ, quan Bá Lân đã đánh trượt bài thi của cha. Từ đó, ông Công Hoàng cũng gác bút và không đi thi nữa. Nhưng giai thoại về ông nghè bị cha đánh vẫn còn lưu truyền cho tới ngày nay. Bộ phim dựa theo giai thoại về ông nghè Nguyễn Bá Lân, người từng đỗ trạng nguyên và làm quan dưới thời vua Lê Huy Tông. Truyền thuyết về Samurai Masakado. Nhật Bản, thời Heian. Quả không hổ danh là tướng quân Masakado. Ta nghe danh tiếng của người đã lâu, nay mới có cơ hội được giáp mặt. Nhưng hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi. Điều đó không phải ngươi muốn là được. Ta sẽ định đoạt kết cục của ngươi. Tấn công! Tấn công! Lấy được thành rồi. Chúng ta chiếm được thành trì của địch rồi. Hỡi các binh lính của ta, chúng ta phụng sự thiên hoàng tham gia chiến tranh để mở rộng lãnh thổ. Đoàn quân của ta chinh chiến khắp nơi, chưa từng bại một trận nào. Đó tất cả là nhờ vào sự anh dũng của các binh lính ở đây. Masakado ta đây ngợi khen những người lính quả cảm đã ngã xuống, những người lính không quản ngại vất vả đổ xương máu đứng đây cùng ta hưởng thành quả này. Và chúng ta đã giành thắng lợi hoàn toàn, chiếm được thành trì lớn nhất phía Tây. Sau khi trở về kinh thành, thiên hoàng sẽ đặc biệt ban thưởng cho tướng lĩnh của ta. Cho nên ngày hôm nay, ta đặt cách cho các ngươi mở tiệc rượu để ăn mừng chiến thắng. Masakado tướng quân tài giỏi, đa mưu túc trí, không một kẻ thù nào có thể địch lại nổi. Tướng quân muôn năm. Thiên hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Thưa tướng quân Masakado, có tin gấp ở kinh thành truyền về. Cha ngài, chủ của gia tộc Taira đã qua đời. Trời ơi, tin truyền đến lâu chưa? Dạ, do hai đội quân đang giao tranh ác liệt nên người lính truyền tin không thể vào được trận địa. Phụ thân của tướng quân đã qua đời cách đây 3 ngày rồi ạ. Truyền mệnh lệnh của ta, tướng phó Akai sẽ thay ta tiếp quản quân đội ở lại trấn giữ thành trì. Còn lại, một toán quân nhỏ lập tức theo ta quay trở về kinh thành. Tuân lệnh, thưa tướng quân. Cha ơi, thật thứ lỗi cho con. Con đã không thể về kịp để nhìn mặt cha lần cuối. Con thật là đứa bất hiếu. Cha ơi. Con ơi, cha con đã yên lòng nhắm mắt khi dòng họ Tai ra nhà ta đã có người nối dõi là một tướng quân tài giỏi xuất chúng như con. Cho nên con đừng quá đau buồn. Con phải lo liệu tang lễ cho chu toàn. Mẹ dặn phải đó chàng. Giờ chàng là trụ cột của gia đình. Thật may mà chàng đã bình an trở về. Ngoài kia còn rất nhiều khách khứa, xin chàng nén đau buồn. Ta biết trọng trách của mình rồi. Yumi, mong nàng hãy để ý đến sức khỏe của mẹ giùm ta. Vâng, thưa chàng. Ôi anh ơi, sao anh lại bỏ chúng em mà đi? Gia tộc Taira đã mất đi người đứng đầu. Chúng em giờ chơi vơi, biết trông cậy vào ai? Anh ơi! Anh mất đi đột ngột như vậy, thật không thể nào đau buồn hơn.
Đúng là phiền phức. Diễn kịch cũng thật là mệt mỏi. Quỳ suốt mấy hôm nay, đầu gối tôi sưng dù lên hết đây này. Có quỳ cả trăm năm mà ấm được đống tài sản kia cũng cam lòng. Ông đã liên lạc được với nhạc phủ của Masakado, cha của Yumi chưa? Được rồi, ông ta là quan tể tướng trong triều, ở phe đối nghịch với Masakado. Giờ ảnh hưởng của Masakado ngày càng lớn, nên hắn ta rất muốn liên thủ với chúng ta, trừ khử Masakado. Thời cơ đến rồi, phải làm kế hoạch sao cho gọn ghẽ. Anh trai ta mất đi rồi, không thể để khối tài sản khổng lồ đó thuộc về chị dâu và thằng nhóc con Masakado được. Nó phải thuộc về chúng ta. Chú Hiro, chú Uchi, sao hai người lại đứng ngoài này? Cháu ra ngoài đầy hít thở khí trời một lát. Mấy hôm nay ở trong đó nhàn khói ngột ngạt quá. Đúng vậy. Dạ, cháu thường xuyên đi chiến trường. Sau này công việc ở nhà, nhờ hai chú lo liệu giùm cháu. Đó là việc của chúng ta mà, cháu không phải khách khí đâu, Masakado. Ngươi là ai? Đột nhập vào hoàng cung này, ngươi sẽ phải chết. Ta e rằng ngươi phải chết hôm nay là ngươi đó. Ta là samurai khét tiếng, thân thủ nhanh nhẹn và linh hoạt này, ngươi nhận ra chứ? Cứu ta! Thiên hoàng, ngươi vừa gặp ác mộng ngư? Con người muốn ám sát ta để đoạt lấy ngôi vị của ta. Chắc ban ngày người làm việc quá nhiều nên nằm mơ thôi. Không sao đâu, thí vẫn nằm cạnh đây mà. Người yên tâm nghỉ đi, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Masakado, tướng quân đã trở về rồi ư? Ta đã nghe tin thắng trận của ngươi truyền về. Đúng là đã không làm ta thất vọng. Ta sẽ trọng thưởng cho Masakado tướng quân và binh lính thật hậu. Dạ, cảm tạ ơn đức của thiên hoàng. Xin người thứ lỗi, thần đã về được vài hôm, nhưng cha thần đã qua đời, nên thần phải ở nhà lo liệu tang lễ cho cha. Hôm nay mới xin được vào ý kiến thiên hoàng. Ta đã nghe qua chuyện của gia tộc Taira, tướng quân đã gặp phải chuyện buồn lớn. Ta không thể trách cứ được. Tạ ơn thiên hoàng đã hiểu cho nỗi lòng của thần. Được rồi, nếu hôm nay không có chuyện gì thì tất cả các ngươi lui ra đi. Hôm nay thiên hoàng trông rất mệt mỏi, chắc sức khỏe của người đang không tốt nên mới về cung sớm thế. Đúng vậy, lần này tướng quân Masakado trở về, thiên hoàng cũng không bày yến tiệc tiếp đón như mọi khi, trong khi lần này là trận đánh lớn. Lạ nhỉ, nhưng chắc vì tướng quân Masakado đang có tang. Dạ bẩm thiên hoàng, hoàng tể tướng xin được gặp người ạ. Cho vào. Dạ bẩm thiên hoàng, thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo với người. Có chuyện gì vậy? Sao vừa nãy ngươi không nói luôn ở chính điện? Dạ chuyện cơ mật, thần không thể nói giữa chính điện đông người được ạ. Thật là quan đường. Có chuyện đó sao? Ngươi lập tức phải điều tra rõ ràng vụ này cho ta. Vâng, thần xin tuân mệnh. Khoan đã, mọi việc phải làm thật kín kẽ. Ta muốn sự việc được phơi bày ra ánh sáng, tránh có kẻ điều tiếng dĩ nghĩ về ta. Rõ chưa? Vâng, thần đã hiểu ạ. Yumi, con đã làm theo lời ta dặn chưa? Không được để sai sót. Vâng thưa cha, con đã làm rồi. Nhưng xin cha đừng làm hại đến chồng con. Việc con làm hôm nay là đã phản bội chàng, phản bội lại gia tộc Tai ra. Con là phận nữ nhi, con mang dòng máu của ta, con phải phụng sự chuyện của gia tộc ta.
còn kết hôn với Masakado cũng là do chủ ý của ta. Giờ đã đến lúc lật đổ nó, nếu không cả gia tộc của mình sẽ chết dưới tay nó. Con hãy tỉnh táo lại ngay, không được yếu lòng. Vâng, thưa cha. Còn hai ông, nếu ngoan ngoãn làm theo lời ta dặn thì sẽ được thỏa thuận như giao ước ban đầu. Chúng tôi đã hiểu, thưa quan tể tướng. Được rồi, tối mai sẽ là lúc chúng ta thực hiện kế hoạch. Khám xét tất cả nơi đây, không được bỏ qua một kẻ hở nào, dù là nhỏ nhất. Tuân lệnh. Ta đi hướng này, các người đi hướng kia. To gan! Các người có biết đây là phủ của tướng quân Masakado ta? Ai cho phép các người xông vào đây? Bẩm tướng quân Masakado, chúng tôi được lệnh của thiên hoàng đến đây khám xét vì có tin có kẻ phản nghịch đang lẫn trốn trong đây, ăn nói hàm hồ. Ngươi có tin ta sẽ kết liễu ngươi bằng lưới gươm này không? Gia tộc ta sao có thể chứa chấp phản nghịch được chứ? Xin tướng quân tha tội, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi. Được, ta sẽ cho các ngươi tìm. Nếu tìm không ra kẻ phản tặc đó, các ngươi sẽ phải chết vì đã xúc phạm đến danh dự của ta. Bẩm tướng quân, trong thư phòng của tướng quân Masakado có một bức thư được gửi đến từ thủ lĩnh của quân đối địch. Mau đưa ta xem. Nội lão, sao bức thư đó lại ở trong tay ta chứ? Sự tình đã quá rõ. Tướng quân Masakado, thư của kẻ địch lại có sơ đồ bài binh bố trận của quân ta. Người và thủ lĩnh phe đối địch đã trao đổi bao nhiêu thư từ qua lại rồi? Dữ dận, có kẻ nào đó đã để vào thư phòng của ta để hãm hại ta. Nếu ngươi coi đây là chứng cứ để ta một giả hai lòng với thiên hoàng thì còn lâu mới khép được tội cho ta. Xin tướng quân thảy tha cho tôi. Tôi đã nghe được Masakado cháu tôi định sai ninja vào ám sát thiên hoàng. Chính nó là chủ mưu, không liên quan gì đến tôi cả. Đúng vậy, toán quân của Masakado đang luyện tập ngày đêm để liên kết với phe đối địch chuẩn bị tiến công vào kinh thành. Ngày nào họ cũng bàn kế hoạch trong phủ nên chúng tôi đều biết hết. Masakado, ngươi còn chối cãi không? Chính các chú của ngươi đã vạch trần bộ mặt của ngươi. Chú Hiro, chú Yoshi, sao các chú có thể đặt điều cho cháu như vậy cơ chứ? Đây là tội chết đó, các chú có biết không? Chú không thể để cả gia tộc Taira bị quỷ quả dưới tay cháu được. Xin cháu tha tội cho bậc làm chú này. Không, không, họ đang nói dối. Ta bị vu oan, ta không có làm những chuyện này. Lôi Masakado đi, mọi việc sẽ chờ thiên hoàng đính đoạt. Nếu các người bắt ta, quân lính ngoài biên ải mà nghe được tin này, họ không cần biết đúng sai sẽ xông về đây. Lúc đó tình hình sẽ khó kiểm soát. To gan, dám quỳ hiếp cả thiên hoàng sao? Trời ơi, có chuyện gì đang xảy ra thế này? Ta bị chính những người trong gia đình hãm hại sao? Ta đã làm điều gì sai cơ chứ? Lôi hắn đi, tội của ngươi đáng bị chém đầu. Không, buông ta ra. Thiên hoàng chắc chắn sẽ điều tra ra ta bị oan. Cả đời này ta đã phụng sự cho thiên hoàng, cho đất nước, ta không đáng bị đối xử như vậy. Trời ơi, Akai, các tướng lĩnh của ta, sao mọi người lại về đây? Chúng tôi nghe được tin nên đã rất lo cho ngài. Không biết sự an nguy của ngài ra sao nên chúng tôi đã vội về kinh thành. Thì biết ngài bị giam ở trong ngục. Tướng quân, ngài đã chịu khổ rồi, chúng ta mau đi thôi. Ta không thể đi thế này được. Nếu bỏ trốn thì có khác nào tướng quân Masakado ta là kẻ phản bội lại thiên hoàng. Các người mau đi đi, nếu không các người cũng sẽ bị khép vào tội mưu phản, rồi mạng sống và tiền đồ trước mặt sẽ mất hết. Chúng tôi không sợ, chúng tôi trung thành với người. Kể cả về người mà chống lại thiên hoàng, chúng tôi cũng cam tâm. Không được nói như vậy. Chúng ta ra chiến trường là vì cái gì? Không phải vì bình an của muôn dân, của đất nước sao? Nếu ta chỉ nghĩ đến bản thân ta thì một cuộc đổ máu và tàn sát sẽ diễn ra. Ta làm sao có thể nhìn các tướng lĩnh của mình lâm vào nguy hiểm được chứ? Nhưng mà Akai và các tướng lĩnh, hãy nghe lệnh của ta, mau ra khỏi đây và về biên ải ngay. Chuyện của ta chắc chắn sẽ được thiên hoàng minh oan. Nhưng chúng tôi xin tuân lệnh.
Dạ thưa thiên hoàng, chứng cứ Masakado mưu phản đã rõ rành rành. Hơn nữa, uy thế của Masakado đang lên như vũ bão. Ngoài biên ải, binh lính của Masakado chỉ trực lâm le tiến vào kinh thành. Thậm chí trong dân gian đã bắt đầu có những lời truyền tụng mang tính thần thánh quá về Masakado, như việc mẹ Masakado là rắn thần đã giúp hắn có cơ thể bất khả xâm phạm ngoại trừ đỉnh đầu, hoặc việc những đàn bướm bướm đã bay rập trời để báo hiệu trước cho Masakado về cuộc tấn công của quân địch. Uy thế của Masakado lớn đến nỗi dân chúng đồn đại Masakado sẽ tự xưng làm thiên hoàng nữa đó à. Thật quan đường, một kẻ nghịch tử mà dám đòi so sánh với ta. Dù hắn ta là tướng lĩnh giỏi thế nào thì cũng không thể dùng thứ được. Quan tể tướng, hãy nghe lệnh ta. Dân, thưa thiên hoàng, lập tức xử trảm Masakado, đồng thời phái quân triều đình phục kích và chém giết hết lũ đồng đảng của Masakado. Hãy truyền lệnh của ta xuống, trong dân chúng ai mà đàm tiếu chuyện của Masakado sẽ bị hành hình không tha. Tất cả binh lính, nếu ai có ý định theo Masakado sẽ lập tức treo cổ thị quy. Dân, thưa thiên hoàng. Ta thường là tướng quân chinh chiến khắp Nam Bắc, mà nay không được chết ở chiến trường mà rơi vào tay của gian thần cơ hội. Đúng là ta đã thờ phụng nhầm chủ nhân, nhưng cả đời này ta một lòng vì dân vì nước. Nếu tấm lòng ta trong sạch thì linh hồn ta mãi sẽ không siêu thoát. Ôi, là linh hồn của tướng quân Masakado. Tôi vừa nhìn thấy ngài ấy đi lang thang. Mấy bữa trước tôi cũng thấy vậy đó. Masakado hiện về để báo oán những kẻ đã gây tội với ông. Đúng vậy, tướng quân Masakado chết oan mà. Bắt đầu từ khi Masakado bị chém đầu, những điều quỷ dị bắt đầu xuất hiện ở kinh thành. Sau nhiều tháng, những trận lũ lụt và hỏa hoạn liên tiếp giáng xuống hoàng cung. Để xoa dịu linh hồn của Masakado, thiên hoàng phải ra lệnh làm nghi lễ thanh tẩy và bắt đầu thờ cúng ông theo nghi lễ của một vị thần từ năm 1984. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.